trên BBC mấy ngày gần đây đăng bài, trích từ một cuốn sách của hai tác giả nước ngoài viết về Việt Nam, nội dung bài viết, trả lời câu hỏi, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền bền vững. Theo hai tác giả thì có ba lý do, khiến Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cầm quyền rất bền vững như sau. Trước hết, đó là việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo, như ở Đông Âu, đã không xảy ra ở Việt Nam. Thế hệ lãnh đạo kế cận thứ hai cũng như thế hệ một, đều vẫn là những người có vai trò cách mạng trong cuộc chiến, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ. Điều này đúng, nhưng đó là điều tất nhiên và chưa đủ ở Việt Nam không có chuyện thế hệ lãnh đạo này thay thế hệ lãnh đạo kia, mà là thay đổi theo trật tự tự nhiên, theo lứa tuổi, những người đến tuổi nghỉ thì về hưu, những người thay thể thì theo cơ chế, đảng lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền giới thiệu đến nhân dân, cử tri bầu cử hình thành. Thứ hai, theo hai tác giả này do có, bộ máy kiểm soát rộng khắp, có năng lực cao để áp dụng trấn áp cường độ thấp, hai tác giả chứng minh. Ở Việt Nam nhân viên công an hoạt động ở mọi góc phố trên toàn quốc, theo dõi, quấy nhiễu, cho vào sổ đen và đôi khi bắt các nhà bất đồng chính kiến, giúp chính quyền nhổ từ trong trứng mọi mầm mống của bất cứ phong trào phản đối nào, nhận xét này là hoàn toàn sai sự thật, là vu cáo. Không có quốc gia nào không có lực lượng an ninh, và ở đâu lực lượng này cũng có trách nhiệm bảo vệ chế độ trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm chính trị, chống phá chế độ, cũng theo hai tác giả này thì khác với Nam Hàn, Đài Loan, Việt Nam không có làn sóng dân chủ với nghĩa phong trào chống chế độ. Điều này thì đúng, tuy nhiên, hai tác giả này quan niệm về dân chủ sai lầm khi hiểu dân chủ chỉ với nghĩa chống chế độ xã hội hiện hữu, trong phần cuối hai tác giả giải thích lý do vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền bền vững. Lý do nữa khiến Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại bền vững là nhờ tăng trưởng kinh tế ở mức cao đạt 7% mỗi năm từ 1985 tới 1995 và vẫn tăng trưởng dương sau này. Đây là một cách giải thích đúng, nhưng điều này lại mâu thuẫn với nhận xét ở trên. Chẳng lẽ tăng trưởng ở Việt Nam là nhờ không hề có phong trào vận động dân chủ nào đáng kể, là do nhân viên công an hoạt động ở mọi góc phố trên toàn quốc, theo dõi, quấy nhiễu, cho vào sổ đen, và đôi khi bắt các nhà bất đồng chính kiến, giúp chính quyền nhổ từ trong trứng mọi mầm mống của bất cứ phong trào phản đối. Nào, ở đoạn cuối, hai tác giả này viết, bước vào thế kỷ 21, Việt Nam về cơ bản vẫn duy trì cơ chế quyền lực có từ thời chiến, nhận xét trên là đúng. Ở Việt Nam, hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và lãnh đạo trong suốt các thời kỳ lịch sử, thời chiến cũng như thời bình với sự tham gia và đồng thuận của nhân dân, điều này đã được xây dựng thành thể chế cơ chế của chế độ. Câu hỏi vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền bền vững là một câu hỏi đúng, nhưng thừa, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền bền vững vì Đảng lấy dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là mục tiêu, làm lý tưởng của Đảng,